những cái hình ảnh mà trước khi uống nè, hai cả nhà ha, trước khi uống Wiri thì ở nhà cũng đã gửi về cho em những cái sản phẩm khác nữa, nhưng mà hầu như là kiểu như là phải nói là nó quá muộn rồi cả nhà ha. Nhưng mà chắc là em cũng còn duyên còn phước với trời á, thì lúc đó là chị Kim Nhật Hiền đã chia sẻ cho em và hỏi là uống được hay không. Em nói thì bây giờ bác sĩ chạy thì giờ còn nước còn tát thôi chứ mình không biết làm sao nữa đó. Và sau một thời gian uống thì em ấy đây nè cả nhà, có thấy một cái sự thay đổi ngoạn mục không cả nhà? Đây em cho cả nhà coi lại cái hình ha, cái hình đây ha. Và đây là cái hình hiện tại của em ấy nè cả nhà, có thấy không? Mập mập lên ha, đầy sức sống ha, da dẻ hồng hào ha, tóc cũng mọc trở lại luôn nè cả nhà, tuyệt vời không? Rồi gọi điện về cho con gái cầm cái gói Kiari nè cả nhà, có thấy không? Cả nhà có thấy một cái em bé ở phía sau ở cái hình nhỏ nhỏ đó cầm cái bịch Kiari không nè cả nhà? Đó rồi bây giờ thì em sẽ mời em Khánh lên ha, em sẽ mời em Khánh lên để chia sẻ cái câu chuyện của vợ của em cho cả nhà biết ha. À Khánh ơi, hãy bật mic lên giùm chị đi Khánh ơi. Dạ. Alo em, mời em nha. Dạ. Hello, em chào các anh chị em trên toàn cầu và các chị em trong Zoom buổi tối ngày hôm nay. Em xin giới thiệu về bản thân, em tên là Trịnh Khánh. Đến từ Sóc Trăng, năm nay em được 33 tuổi và đang làm việc tại công ty thủy sản. Và hôm nay em xin kể chuyện về sức khỏe của vợ em. Tức là từ giữa tháng 7 năm 2020 á, vợ em có mang thai được 5 tháng. Và lúc đó em thấy vợ em là ho rất là nhiều và em đưa vợ em đi khám. Và trong tình trạng khám đó thì bác sĩ đã có kết luận là vợ em là bị lao phổi và hồng cầu trong máu rất là cao. Và hồng cầu trong máu lúc đó là không biết đang chữa trị hồng cầu trong máu chứ vậy mà lao phổi thì do uống thuốc lao phổi nhiều quá, cho nên dẫn đến là thai nhi đã bị lưu trong bụng mẹ quá lâu nên dẫn đến tình hình là máu bị nhiễm trùng máu và với lại là ung thư. Nhưng đó không hiểu sao mà lại cái thứ như mà em hỏi lên hỏi xuống là cũng thử máu thử lên thử xuống rồi bác sĩ nói là phải mổ là để đi cấy để mà lấy em bé ra, mà trong tình trạng là đi mổ là sức khỏe của bây giờ em rất là yếu và nên là đi mổ không được mà cấy cũng không được luôn và chuyển đến khoa sản để mà lấy, nhưng mà lúc đó là bình tình là sức khỏe yếu nên bác sĩ chuyển về khoa hồi sức tích cực. Nhưng mà chưa tới khoa hồi sức tích cực nữa là trong đoạn đường đi là vợ em đã cái nhịp tim là không còn đập nữa và phải nhờ tới máy và chỉ sang hồi sức tích cực ngay và lập tức luôn. Và sau đó là khoảng nửa tiếng sau vô phòng hồi sức xong là vợ em đã được sống lại. Nhưng thời gian mà sống đó là dạng như là bác sĩ tìm ra cái chỗ mà nguyên nhân từ đâu ra mà hồng cầu trong máu cao với lại ung thư, thì lúc đó là bác sĩ chạy. Và lúc đó em cũng nhờ tới chị Kim Nhật Hiền là nói là thôi bây giờ nếu mà còn nước còn tát thì bây giờ hãy dùng sản phẩm Wiri đi này đi chị mới tìm hiểu được thôi, thì em hãy dùng cho giờ em dùng đi. Mà trong thời gian giờ em dùng á là rất là khó, một người yếu uống một sản phẩm mới là rất là khó uống đi uống lại. Nói thôi bây giờ bỏ đi em uống không được nữa, mà em nói là thôi bây giờ gắng uống đi, là bây giờ một sản phẩm này của chị đã gửi cho mình rồi, mình hãy nên uống, kiên trì uống đi. Và sau đó một thời gian có khoảng 4-5 tháng đó, vì vợ em uống dần là cũng được. Mà lúc mà chưa uống là dạng như là mới bắt đầu chị gửi lại đó là cân nặng của vợ em nó chỉ còn có 36kg thôi, đi lại là không có được luôn, ăn uống cũng không được mà đi lại cũng không được. Và sau khi dùng khoảng 1 tháng đến 2 tháng thì vợ em tóc nó mọc ra từ từ và đi lại bình thường. Và cân nặng lúc đó là cũng còn được 45kg, có cải thiện rất là tốt. Và sau 1 năm vợ em đã dùng sản phẩm của chị Kim Huyền gửi lại cho là thấy hoàn toàn là bình phục, là hiện tại vợ em cũng đang còn uống
và được tăng cân được lên là được 56 cân rồi. Và bây giờ hiện tại giờ em cũng đang phụ giúp ba mẹ vợ của em bên ở ngoài miền Trung á, chứ không phải ở với em. Mà miền Trung hiện tại là phục vụ gia đình, là trồng rau với làm nông. Cũng bình thường làm công việc nhà, nấu cơm, giặt đồ, nấu ăn này nọ đó là bình thường hết chứ. Và tính Tết năm nay là vợ em cũng về, nhưng mà về lo không biết, về không được. Nên là tạm dừng ở trên miền Trung. Và trước hết em xin cảm ơn tập đoàn tổng công ty VRI và các chị em lãnh đạo với Hồng Dung hôm nay. Em xin cảm ơn rất là nhiều để cho em biết sản phẩm VRI rất là tốt. Và xin cảm ơn các anh chị em trên toàn cầu. Nếu mà ai chưa hiểu về VRI, hãy vào phòng